duy xin mến chào quý vị quý vị đang theo dõi tin người việt canada phát sóng mỗi ngày tại youtube channel và nếu như quý vị là những người lần đầu xem bản tin thì mời quý vị hãy bấm đăng ký kênh bấm like cũng như chia sẻ bản tin duy cùng ban biên tập rất cảm ơn quý vị và thưa quý vị trong bản tin ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ một câu chuyện của những việt kiều thích về việt nam nghỉ hưu câu chuyện được đăng trên báo việt nam ngay sau ngày nghỉ hưu ông bảo hòa một công chức của chính quyền thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ quyết định trở về Việt Nam để định cư. Ông nói, đối với tôi, ký ức tuổi thơ ở Việt Nam luôn hiện hữu về những gì bình yên, tươi đẹp nhất. Tuổi già muốn được tận hưởng, nghỉ dưỡng sẽ chẳng còn nơi nào thích hợp hơn quê hương. Ông chia sẻ và nói về lý do dẫn đến quyết định về Việt Nam năm 2012 sau hơn 40 năm ở Mỹ. Ông Hòa tốt nghiệp tại Học viện Công nghệ Georgia ở Atlanta, chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Và trước khi nghỉ hưu, ông làm quản lý dự án sợi điện và nước của thành phố Los Angeles. Ở tuổi 55, sau 30 năm làm việc và đủ điều kiện nghỉ hưu, ông quyết định bắt đầu chương mới của cuộc đời mình. Việc kiều này đã khảo sát vài nơi ở Việt Nam trước khi chọn Đà Nẵng. Năm 2012, ông đưa vợ và con gái Úc trở về còn hai con lớn đã lập gia đình và vẫn ở Mỹ. Ông cũng như người, người bạn của mình góp vốn xây dựng khu căn hộ cao cấp ven biển Sơn Trà. Tôi sống ở căn hướng vào thành phố vì thích sự sôi động cả ngày lẫn đêm. Mỗi sáng ông Hòa 66 tuổi chạy và bơi trên biển Đà Nẵng. Biển ở đây sạch quá, chạy chân trần trên cát là một trong những trải nghiệm thú vị từ trước khi về nước đến nay. Câu chuyện tiếp theo với ông Đàm Thế Quyền, 53 tuổi thưa quý vị. Ngày vui nhất trong đời là ngày chính thức được cấp quốc tịch Việt Nam sau 45 năm là công dân Canada. Từ nay không còn gì, không còn rào cản với tôi trên hành trình tìm về cội nguồn. Cội nguồn là từ mà ông Quyền từng chối bỏ. Mẹ ông là người Sóc Sơn, Hà Nội, lấy cha người gốc Hoa, tị nạn sang Canada năm 1978, năm ông 8 tuổi, lớn lên ở thành phố Well bang Ontario và tuổi thơ của ông Quyền là những ngày nghèo đói và bị kỳ thị phân biệt chủng tộc, theo ông chia sẻ. Tôi từng không muốn học tiếng Việt, không muốn ăn món Việt, không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì liên quan đến Việt Nam. Ông Quyền tốt nghiệp ngành du lịch và quản trị khách sạn tại Đại học Well và ở lại trường làm mạng tổ chức sự kiện. Mức lương và các đại ngộ tốt, Xong công việc áp lực nên năm 2018, ông quyết định nghỉ việc. Độc thân và không có một áp lực về kinh tế, một cơ hội đưa người đàn ông tới Việt Nam để làm tình nguyện viên cho Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới. Ông vừa hỗ trợ công dân Canada khi sang Việt Nam, vừa tham gia giảng dạy trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn tại một số trường nghề, cao đẳng và đại học trên khắp cả Việt Nam. Cuộc đời Việt Kiều Canada này thay đổi từ đây. Càng về Việt Nam lâu, ông càng nói được nhiều tiếng mẹ đẻ biết về văn hóa, ăn được hầu hết các món ăn Việt. Và từ lúc tôi có cảm giác bị nghiện Việt Nam, tôi muốn đi nhiều, gặp nhiều để bù lại sự thiếu thốn bên trong. Theo Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, thì hiện nay có khoảng 5,5 triệu người Việt ở nước ngoài và hơn 1 triệu thế hệ F2, F3 có bố, mẹ hoặc ông bà là người Việt Nam. Trong số này, hơn 20% đến tuổi nghỉ hưu và đa số muốn trở về quê hương sinh sống, đầu tư, gắn bó với nguồn cội trong những năm cuối đời. Một thống kê khác của ông tại Australia cũng cho thấy 170.000 trong số 350.000 Việt kiều ở Australia có nhu cầu về Việt Nam để nghỉ hưu. Khảo sát của câu lạc bộ bất động sản Sài Gòn cũng cho thấy đa số Việt Kiều về nước muốn sống ở đây và những nơi phát triển mạnh, các khu dân cư mới. Và hiện có khoảng 3 triệu Việt Kiều có nhu cầu sở hữu bất động sản khi trở về Việt Nam sinh sống. Ông Bảo liệt kê có 3 lý do hàng đầu khiến cho họ lựa chọn nghỉ hưu ở Việt Nam. Đầu tiên là tư tưởng lá rụng về cội. Trở về để được nói tiếng mẹ đẻ, ăn món quê hương, sống trong cộng đồng có nhiều người cùng văn hóa và cùng nhiều người quá trình sống ở nước ngoài khó hòa nhập và bị phân biệt chủng tộc ngày càng thôi thúc họ trở về. Thứ hai, Việt Nam đang ngày càng phát triển từ cơ sở hạ tầng, nếp sống hiện đại đến các tiện ích mà chi phí rẻ hơn hẳn ở nước ngoài. Và thứ ba, cả một đời lao động ở nước ngoài vất vả, ít được tương tác, vui chơi và giải trí. Ở trong nước hiện nay có nhiều nơi để có thể thích hợp nghỉ dưỡng và với các Việt Kiều lớn tuổi, đây là thiên đường để tận hưởng cuộc sống. Quay trở lại, ông Bảo Hòa cho biết đã dành 10 năm để chuẩn bị kế hoạch về nước nghỉ hưu. Ông tìm hiểu về chi tiêu hàng tháng, nơi sống và cách lĩnh lương ở Mỹ. Ông mua thêm một bảo hiểm phòng trường hợp khẩn cấp có thể sang các nước lân cận, dù đã có bảo hiểm cơ quan mua cho được chi trả mọi nơi trên thế giới. Khó khăn nhất với ông không phải là tài chính mà là gia đình. Khi sang Mỹ, ông chỉ một mình, giờ có 12 người gồm vợ, con, cháu, dâu rể như cây cổ thụ đã sống mấy chục năm, tự nhiên bứng đi đâu thì rất khó. Nhưng ông chia sẻ, may mắn ngày nay liên lạc dễ dàng qua các mạng xã hội, đi lại thăm nom nhau cũng rất thuận tiện. Trở về sau 40 năm ở nước ngoài, nhưng vợ chồng ông không hề gặp khó khăn hàng ngày thì vợ của ông bà hòa vẫn thích ra chợ mua rau xanh và hải sản tươi sống rất rẻ và ông hòa còn có rất nhiều việc để làm ông là một trong những người đầu tiên xây dựng phong trào chạy bộ ở đà nẵng hiện nay tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển và động vật hoang dã và là phó chủ tịch hiệp hội liên lạc người việt nam ở nước ngoài của thành phố ông cũng gây dựng một thương hiệu cà phê phong cách mỹ nổi tiếng ở thành phố đáng sống nhất việt nam Quán cà phê là địa điểm mà ông giải đáp cho hàng ngàn Việt Kiều về cuộc sống ở Việt Nam. Cũng như ông trước đây, mọi người thường quan tâm đến chi phí sinh hoạt, y tế và bảo hiểm. Ông đã kể với mọi người về sự ngạc nhiên đến mức không thể tin được trong lần mổ sỏi thận năm 2014. Một khi năm đó, ông lên cơn đau dữ dội phải cấp cứu. Vào bệnh viện, ông nhận ra máy móc ở đó rất hiện đại và hiện đại hơn hẳn ở Mỹ do đi sâu tiếp nhận được công nghệ tiên tiến phòng ốc sạch sẽ, thái độ phục vụ nhẹ nhàng và ông càng bất ngờ hơn khi biết vì bác sĩ của mình đã mổ sỏi thận cho hơn 2.000 bệnh nhân. Cả mổ thành công, ông nằm viện thêm 14 ngày, đến khi xuất viện phải trả hóa đơn khoảng 7.500 đô la và một người Việt cùng mổ sỏi thận cùng thời gian với ông trả chi phí chỉ bằng 1 phần 10. Tôi nhận ra tất cả đều có lợi, tôi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, Bệnh viện Việt Nam thu được chi phí cao. Lợi nhất là các hàng bảo hiểm của tôi chỉ phải trả một con số nhỏ hơn rất nhiều so với việc tôi mổ ở Mỹ. Và trước đó 3 năm, vợ ông phẫu thuật các ruột thừa, nằm viện 3 ngày mà đã phải trả gần 100.000 đô. Cuộc sống thuận tiền và thoải mái ở Việt Nam cũng là điều mà ông Đàm Thế Quyền thích. Trước đây khi ở Canada, mỗi lần đi nha khoa hay đơn giản là đi cắt tóc đều phải chờ đợi cả tuần. Mẹ ông muốn được đi thăm bác sĩ gia đình cũng phải đặt lịch và chờ rất lâu. Chi phí để thuê một người chăm sóc người già rất cao. Khi về Việt Nam, ông Quyền thuê một phòng có tầm nhìn ra hồ Tây và tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 1.500 đô Mỹ. Dù vậy, thì hai Việt Kiều này cũng rất mong Việt Nam sớm có những thay đổi tạo điều kiện cho Việt Kiều về nước. Ngoài khó khăn về chính sách visa, thì họ muốn sở hữu nhà cửa, xe cộ đều phải đứng tên công ty hoặc là nhờ người thân quen, từ đó kéo theo nhiều hậu quả có thể xảy ra. Ví dụ như bị lừa hết tài sản. Tôi muốn đường đường chính chính sở hữu nhà cửa, xe cộ chứ không phải là lách luật như hiện nay. Ông Peter Hong nói thêm, việc mà Việt Kiều muốn về nước phần đa là giới tri thức, doanh nhân, họ có đủ tiềm năng về tài chính để mua nhà, đất, kinh doanh bất động sản và việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết để có thể phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước cũng như công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thu hút nguồn lực kiều hối gửi về. Năm 2022, kiều hối về Việt Nam đã tăng tới 4,5% so với năm 2021, chiếm 48% tổng thu ngân sách của nội địa, nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới về việc nhận kiều hối thưa quý vị. An cư lạc nghiệp sẽ tạo tâm lý cho kiều bào muốn về nguồn cội, gắn bó và công hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước. Ông Peter Hồng đã chia sẻ một ngày đầu tháng 6, ông Quyền đã ghé thăm một trường đại học ở Hà Nội với mong muốn được học thêm về du lịch Việt Nam, đồng thời tìm cơ hội chia sẻ kiến thức của mình. Cuối năm, ông cũng đón được người mẹ 93 tuổi từ Canada về sống những ngày cuối cùng ở cuộc đời trên quê hương. Ở Canada, tôi như người ngoài, về Việt Nam dù mang mát Việt Kiều, trong tôi thoải mái mình là người trong cuộc. Còn đối với ông bà Hòa, 11 năm nghỉ hưu ở Việt Nam đã làm được rất nhiều việc. Nhưng hàng chục năm thâm niên trong lĩnh vực năng lượng, quản lý dự án điện và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, ông vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để chia sẻ kiến thức của mình sau bao năm tích lũy trên đất Mỹ. Được đi dạy, truyền lại kiến thức là mục tiêu lớn nhất của tôi trong những năm tới. Khi nhắc về Việt Nam thì có rất nhiều ý kiến trái chiều thưa quý vị, và nhiều lý do cũng khá nhạy cảm, nhưng không biết quý vị sau khi nghe câu chuyện này quý vị nghĩ như thế nào? Mời quý vị hãy chia sẻ cùng với bản tin góc nhìn của mình. Julie xin chân thành cảm ơn. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679Tại sao y học càng hiện đại thì bệnh ung thư lại càng nhiều? Thưa quý vị, y học hiện đại đã tiến bộ một cách vượt bậc nhưng mà số người đã và đang mắc bệnh ung thư lại càng ngày càng tăng thay vì giảm. Đây chẳng phải là nghịch lý hay sao? vậy lý do vì sao mời quý vị hãy cùng lắng nghe đầu tiên các chuyên gia cho rằng đó là vì già hóa dân số trước sự phát triển của y học thì sự gia tăng tuổi thọ trung bình của con người thì việc già hóa dân số được xem là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia đang phải đối mặt người cao tuổi đang ngày càng nhiều cho nên lão hóa là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư được công nhận nhiều nhất người càng lớn tuổi thì khả năng miễn dịch và sức khỏe của các cơ quan ngày càng giảm đi do đó tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư tự nhiên cũng ngày càng tăng lên lý do thứ hai đó là tăng tỷ lệ chẩn đoán sớm cùng với sự tiến bộ và phát triển về khoa học kỹ thuật cũng như nền kinh tế mọi người đang ngày càng chú trọng đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của bản thân và gia đình bên cạnh đó nhờ sự phát triển của y học thì các phương pháp về tầm soát ung thư sớm cũng đã được có những bước đột phá trước đây thì chụp x quang phổi chủ yếu là để tầm soát các bệnh về ngực tuy nhiên thì các nốt phổi lại rất khó phát hiện ra thế nhưng với sự hỗ trợ của ct hiện nay thì các nốt phổi dù chỉ là vài mm cũng có thể kịp thời được phát hiện ngoài ra việc chẩn đoán sớm cũng đã giúp là một yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư và chẩn đoán quá mức ở đây đó là phát hiện ung thư sớm thông qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và các phương pháp xét nghiệm tiên tiến nhưng trên thực tế thì nhiều bệnh ung thư được phát hiện sớm có thể không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng cho đến khi mà bệnh nhân tử vong do đó sự gia tăng tỷ lệ mắc ung thư chẩn đoán quá mức có thể không phản ứng được một tỷ lệ chính xác về bệnh nhân mắc ung thư. Lý do thứ ba về lối sống không lành mạnh hiện nay sự xuất hiện của bệnh ung thư có liên quan mật thiết đến lối sống của chúng ta và lối sống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư cao tế bào ung thư là tế bào bình thường nhưng đã bị biến dị trong quá trình phân chia trong cơ thể người sau khi bị biến đổi thì chúng sẽ phát triển và sinh sôi nảy nở thông thường khi ở điều kiện bình thường hệ thống miễn dịch sẽ có thể tự động nhận biết và tiêu diệt tế bào ung thư tuy nhiên nếu có những thói quen sinh hoạt không tốt trong thời gian dài như là hút thuốc uống rượu chế độ ăn không hợp lý hoặc là lười vận động thì sẽ khiến cho cơ thể luôn ở trong một môi trường sinh ung thư. Điều này dễ làm biến đổi các tế bào bình thường thành tế bào ung thư và tế bào ung thư một khi hình thành sẽ mạnh hơn cả hệ thống miễn dịch tự nhiên của chúng ta. Các bác sĩ đều khuyến cáo rằng khi mắc bệnh thì nên điều trị sớm, nếu để bệnh nặng thì bác sĩ cũng sẽ không cứu được. Mặc dù là tỷ lệ mắc ung thư cao nhưng trên thực tế với sự tiến bộ của y học thì đã thực sự làm giảm tỷ lệ tử vong một cách có hiệu quả, giúp nhiều bệnh nhân sống lâu hơn và thậm chí là khỏi bệnh. Có thể nói, ung thư hoàn toàn không phải là dấu chấm hết, mà khác, chúng ta vẫn có cơ hội ngăn ngừa chúng bằng những cách hiệu quả sau đây. Bốn điểm cần lưu ý để ngăn ngừa ung thư. Đầu tiên đó là xây dựng một lối sống lành mạnh. Bất kể là cơ thể có nguy cơ di truyền của bệnh ung thư, nhưng nếu cho chúng ta áp dụng một lối sống lành mạnh thì vẫn có thể làm giảm các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì những lối sống lành mạnh bao gồm việc ăn uống điều độ, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, không uống rượu bia và tập thể dục điều độ hàng tuần. Ngoài ra thưa quý vị, như chúng ta đã biết một thái độ tinh thần vui vẻ lạc quan cũng rất quan trọng và nó có thể giúp cho bệnh nhân vững vàng hơn trên con đường chiến đấu với ung thư. Và điều thứ hai đó là hãy làm tốt việc tầm soát ung thư, khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt là tập trung vào bệnh tiểu đường, tim mạch, mạch máu não và các bệnh mạng tính khác sẽ giúp cho chúng ta có thể đánh giá tốt được tình trạng sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, để phòng chống ung thư hiệu quả thì cần sử dụng phương pháp sàng lọc ung thư nhắm mục tiêu giúp nhóm đối tượng có nguy cơ cao đánh giá được mức độ nguy cơ mắc ung thư, từ đó có thể hướng chẩn đoán sớm và điều trị sớm. Đồng thời, với tình trạng sức khỏe của mỗi người là khác nhau, nên trọng tâm tầm soát cũng sẽ khác nhau, còn có sự đánh giá và thăm khám của bác sĩ định kỳ. Và thứ ba, giữ tâm lý bình ổn. Với một phát hiện đáng kinh ngạc của tiến sĩ David Harkin, bác sĩ nổi tiếng người Mỹ, trong báo cáo kết luận của ông rằng, tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu, theo nghiên cứu của ông, trong cơ thể người bệnh thường không tìm thấy tình yêu mà bao bọc khắp cơ thể họ chỉ là trạng thái thống khổ, đau đớn, hận thù và muộn phiền. Bên cạnh đó, có thể nhiều bệnh nhân vì không được yêu thương cho nên ở họ chỉ có những nỗi khổ, lo lắng và muộn phiền. Do đó, từ trường trong cơ thể của họ sẽ thấp hơn 200 mà đây chính là lý do khiến họ dễ mắc bệnh hơn. Ngoài ra, trong y học cổ truyền cũng đã có nhận định rằng 7 phần tinh thần ba phần bệnh. Cho nên có thể thấy tinh thần của con người giữ một vai trò quan trọng như thế nào trong việc điều trị bệnh. Và việc mà chúng ta có thể giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ và bình ổn sẽ là một yếu tố tất yếu đối với bệnh tật và cơ thể. Cuối cùng đó là việc thiền định, một biện pháp vàng trong việc chữa ung thư. Vào năm 1997, thì tiến sĩ Roger Davison, giáo sư tâm lý học tại trường đại học Wisconsin, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về tác động của thiền đối với hoạt động thần kinh và khả năng chữa bệnh. Nghiên cứu này được tiến hành trên 48 người và nhóm đối chứng. Nhóm tham gia thiền định được yêu cầu sẽ thực hành thiền định trong thời gian là 3 giờ mỗi lần, với tần suất là mỗi tuần một lần, và thời gian thí nghiệm sẽ kết thúc sau 8 tuần theo dõi. Cho đến tuần thứ 8, thì cả những người ngồi thiền và nhóm đối chứng đều được cho chích ngừa vaccine cúm. Và sau khi được thử máu để kiểm tra số lượng kháng thể thì kết quả cho thấy số kháng thể cũng đã gia tăng thêm 50% ở những người thực hành thiền định. Đối với người bệnh ung thư thì thiền định giúp cho người có thể đào thải được các năng lượng xấu ra ngoài cơ thể, đồng thời sẽ có thể hấp thu được những năng lượng tốt từ vũ trụ và đặc biệt trên thế giới, thiền đã được đưa vào y học như một liệu pháp điều trị căn bệnh ung thư thưa quý vị. Gần tròn vẹn chính là trạng thái tốt đẹp nhất của cuộc sống. Hoa nở bung thì nhanh tàn, trái chín rụt thì nhanh rụng. Bởi thế luôn phải có một chút thiếu thiếu thì mới thi vị. Và có lẽ trạng thái tốt nhất của cuộc sống là khi gần như tròn đầy chứ không phải là đã tròn đầy. Mời quý vị lắng nghe bài viết sau đây. Nhà thơ Tô Đông Pha từng viết, người có buồn, vui, ly hợp, chăng có mờ, tỏ tròn khuyết, chuyện này xưa này khó tròn vẹn. Thực ra cuộc sống không cần phải quá viên mãn, quá viên mãn thành ra lại không đẹp, bởi nước đầy ắt sẽ tràn, hoa nở rồ ắt sẽ tàn lùi và người quá hoàn hảo ắt tìm ẩn họa. Lời nói ra không thể nói đến cùng. Khi đã nói thì hãy lưu lại cho người khác đường sống, cho họ một chút không gian để họ tự mình hiểu. Người hiểu chuyện tự sẽ mang tâm cảm kích tấm lòng của bạn. Còn một khi người ta đã không hiểu hoặc không muốn hiểu thì cũng không đến mức phải đẩy họ vào đường cùng bởi vì điều đó suốt cuộc chỉ làm tổn thương tình cảm của nhau mà thôi. Khi nói, chỉ nên nói bảy phần vừa cho họ đường lui và vừa thể hiện sự tu dưỡng của bản thân còn có thể thúc đẩy những mối quan hệ tình cảm giao hảo tốt đẹp hơn. Những người thường có thói quen ăn nói, phóng túng, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình và tự thoải mái với bản thân thì cho dù ý định ban đầu của họ là tốt nhưng vào tai người khác hẳn sẽ thành ác ngữ, làm tổn thương người ta. Cầu mà không được cũng không cần tiếc nuối. Tư Mã Thiên trong sự ký đã có câu rằng Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai. Thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng. Và ý nói rằng người trong thiên hạ tất bật bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà buông ba. Cuộc sống ở trên đời, việc mà mua cầu công danh lợi lộc là để làm cho cuộc sống trở nên giàu có và thoải mái, thật ra đây cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một người thường đặt ra các mục tiêu và cảm thấy rằng cuộc sống có đạt được mục tiêu thì mới là trọn vẹn, mục tiêu này vừa xong lại chạy theo mục tiêu khác cứ thế cả đời chạy theo các mục tiêu không ngừng nghỉ. Đối với những người đã từng theo đuổi sự hoàn hảo, thì khi không đạt được một mục tiêu nào đó, họ cảm thấy cuộc sống dường như trở nên thật thiếu sót và cuối cùng thì sống cả đời trong tiếc hận. Trước kia có một ngư dân hàng ngày ra khơi đánh cá và luôn trở về với thuyền cá đầy ấp. Và một ngày nọ, ông lại ra khơi đánh cá như thường lệ, nhưng thời điểm đó bỗng thời tiết thay đổi đột ngột, có vẻ như trời sắp có mưa to. Không thích hợp để tàu của ngư dân bám biển dài ngày, nhưng ông lại đành lòng bỏ lỡ cơ hội có thể câu được một thuyền đầy cá. Ông nghĩ rằng nếu bây giờ quay trở lại thì vẫn chưa đủ. Vì vậy ông tự nhủ rằng chỉ cần thêm một mẻ lưới này liền có thể trở về. Tuy nhiên khi ông chuẩn bị thu lưới thì một cơn bão dữ cũng đã ập tới, những con sóng lớn ập đến ngay lập tức nhấn chìm cả người và chiếc thuyền đánh cá xuống biển. Toàn thì tất khuyết. Trên thực tế, những gì mà chúng ta muốn trong cuộc sống không nhất thiết phải quá tròn vẹn, không đạt được những gì mình muốn cũng chưa hẳn là điều xấu. Những người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, tham muốn quá nhiều khi lại về tay không. Trong sách Mạ thủy Xuân Thu của Lạ Bắc Vi cũng đã nói rằng, toàn thì tất khuyết, vật cực tất phản, người luôn theo đuổi điều cực hạn thường phản tác dụng lưu lại đường lui cho mọi việc mới là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. Và lại có câu, quyền thế không thể sử dụng hết, phúc không thể hưởng hết, lợi không thể chiếm hết, thông minh không thể dùng hết. Vì vậy, hãy luôn lưu lại cho mình một con đường lui để có thể vừa tận hưởng niềm vui, lại không vì theo đuổi sự hoàn hảo mà trở nên kiệt sức và suy sụp. Không nói quá lời là một loại tu thân để bản thân và người khác cảm thấy thoải mái và không hành sự quá độ là thiện nó khiến cho nhau không phải chịu đau khổ theo đuổi mọi việc với một chừng mực nào đó là một loại trí tuệ khiến cho cuộc sống có thể thêm nhiều lựa chọn tuyệt vời và cuối cùng là sống không tham muốn hoàn hảo thì chính là đang tận hưởng sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn và thưa quý vị, những lời hay ý đẹp cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Julie chúc cho quý vị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân. Tổ yến Canada 514 996 6679.